Vì mới đầu là chị ra biển chị được có cưa có tư á, có một không không qua đó là chị mua về bắt đầu chị mua nhiều đó, cái gì về chị căng ra là coi như ha, ví dụ hơn 10 cái có là một cái muối, 10 cái muối, hơn 10 cái có là 10 cái muối, vô các bắt đầu vô hết trong cái bể này rồi, một 12 tháng cỡ 12 tháng là mình lùn được rau nắng, nhưng mà cái mình lùn quy trình là sau đó là mình 12 tháng rồi là mình mà quậy đều lên em đi, giờ nấm đục móng trang rồi chị đã quậy đều lên rồi, cái mình lạc ra cái đục nữa đó, bắt tới cái đục của mình lạc ra rồi để mình lấy cái nhất, còn cái nhì thì mình đem đi bón, nhì thì bón bón sao, nếu mà khách hàng họ ưng á thì bọn chị thắng cái đường phèn á, cái đường phèn á thì chị đổ, mà nếu mà khách hàng mua mà họ có tiểu đường tiểu đồ họ biết đừng bỏ đường phèn thì mình không bỏ. Đó, cái này là 6 tháng này, 6 tháng là nó nốt ra đây đây chứ nó chưa được đứng chưa hồi nã. Hồi nãy là cái gì? Mà ra là chị được bóng đam rồi. Nó đúng là bình thường là chị đây đó đó, ngà đó bóng chục lít mà trang vòng thoáng là chị được 10 10 19 như đó là bóng đam. Năm nay còn Tết nhất thì là đông lắm. Tết nhất nhiều. Tết nhất là có mắm nó tới mắm ngon chứ còn nói chị cái nắng nó thiệt tình đó. Mình cái màu mình để lao là không đen. Mà không có dưỡng hôi không chi hết mà đen, đen 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 lằn 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 tại vì mình để không có chống thúi không có nè, nó thiệt màu mì mình không có, rồi hương vị mình còn cái mùi hương cũng không có, chứ có miếng chè lẫn nhỏ hương vô đó ăn được. Hoạt động viên mình canh lắm, nhưng mà có kế là còn cái kỹ thuật nữa chưa, chứ còn ví dụ như vừa rồi họ cũng hỗ trợ cho số vốn để mình về mình mua mua nguyên liệu ủy bon đồ, họ cũng có cái ái lắm, họ quan tâm canh lắm, họ cũng ưng đĩa cái lò nghề này lại mà truyền thống cái lò nghề lại, cho nên họ không ưng đĩa mất, cho nên là họ có duy trì biết, họ cũng hộp rồi họ cũng động viên mình nhiều lắm, nói đúng đi nói về quan tâm cái thành phố là họ quan tâm mình cánh lắm.